Tiếp nối chương trình trên Tâm Thức Việt TTV, anh chị kính mời quý vị theo dõi bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Thầy ông nội và ba đệ tử bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Lê Tùng Vân thường được gọi là thầy ông nội và ba người đệ tử là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương chỉ bị khởi tố với tội danh duy nhất là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Mạng báo Vietnamnet cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt tạm giam 3 người sống ở tỉnh Thất Bồng Lai. Riêng ông Lê Tùng Vân năm nay 90 tuổi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Báo nhà nước không cho biết thêm những hành vi mà bốn người này đã làm, tuy nhiên đây là điều luật thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để buộc tội những nhà hoạt động đòi tự do tôn giáo nhân quyền. Như chúng tôi đã thông tin hôm 4 tháng Giêng năm 2022, cơ quan công an tiến hành khám xét căn hộ tu tại gia của bà Cao Thị Cúc ở Long An, thường gọi là tỉnh Thất Bồng Lai, sau được đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ngay sau đó, các tờ báo nhà nước đồng loạt dẫn các nguồn tin giấu tên từ cơ quan điều tra nói ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về ba tội danh, trong đó có tội loạn luân và tội lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Fanpage Xin Dubai có gần 200.000 người theo dõi đưa một trang văn bản không có mộc giáp lai, like, không có chữ ký, nhưng lại cho là rò rỉ từ cơ quan điều tra cáo buộc thầy ông nội là cha của nhiều đứa trẻ trong tịnh thất Bồng Lai. Like. Sự việc này làm người ta nhớ đến các vụ án của những người bất đồng chính kiến trước kia, như vụ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt hồi năm 2010 ở trong phòng khách sạn với một người phụ nữ và có hai bao cao su đã qua sử dụng. Tuy nhiên, sau đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội đổi tội danh từ quan hệ bất chính sang cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một người khác là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị xử phạt 30 tháng tù giam về tội trốn thuế hồi năm 2008, nhưng sau khi hết thời hạn tạm giam lại bị tiếp tục khởi tố tội danh khác là tuyên truyền chống nhà nước với 12 năm tù giam, bị tuyên tại phiên tòa hồi năm 2012. Chuyện gì đã xảy ra tại tỉnh thất Bồng lai? Hôm 24 tháng 10 năm 2019, ông võ văn thắng và vợ cùng với hàng chục người khác xông vào cơ sở tu tại gia của bà cao thị cúc để tìm con là võ thị diễm my 20 tuổi được cho là đang ở đây để tu tập. Một phụ Nữ đi theo nhóm là bà Châu Vĩnh Hóa, dùng miếng gạch men ném vào mặt của ông Lê Thành Nhị Nguyên, một người đang tu tại gia ở đây, gây thương tích 13%. Không lâu sau đó, cô Võ Thị Diễm My quay lại tỉnh Thất Bồng Lai, được xuống tóc và sống chung với những người trong hộ của bà Cao Thị Cúc. Khoảng ngày 12 tháng 12 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa mời cô Diễm My lên để giải quyết đơn tìm con của ông Võ Ngọc Thắng. Tuy nhiên sau đó cơ quan này đã bàn giao cô My cho gia đình khi biết thông tin này ông lê tùng vân và những đệ tử đã ở trụ sở công an quay phim nói công an bắt cóc người và đòi chính quyền giao lại cô diễm my đã đăng ký tạm trú tại đây video này sau đó đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận không lâu sau đó cô my lấy được điện thoại quay lại video nói mình bị công an bắt cóc và bị bố mẹ ruột giam cầm và cho uống thuốc chỉ khoảng 12 ngày sau khi trở về nhà, cô Võ Thị Diễm My đã nhảy từ tầng 3, nhảy xuống mái nhà bên cạnh và nhảy xuống đường để bỏ trốn khỏi nhà, nhưng bị gia đình tìm ra không lâu sau đó. Một lần nữa không biết bằng cách nào mà cô này tiếp tục trốn ra khỏi nhà và cho biết đang ở một nơi nào đó không xác định. Tiếp tục đăng tải clip tố cáo gia đình, cụ thể là tố cáo cha ruột xâm hại cô khi bị nhốt trong nhà. Hiện gia đình của cô My vẫn tiếp tục tìm kiếm cô này và cho rằng con gái mình có những biểu hiện không bình thường. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 9 tháng 12 năm 2021, bà Châu Vĩnh Hóa, người ném gạch men vào một tu sĩ tại gia ở tỉnh Thất Bồng Lai, bị tuyên y án sơ thẩm là 2 năm tù nhưng được cho hưởng án treo và bồi thường 17 triệu đồng cho bên bị hại. Thưa quý vị, trên mạng xuất hiện bài viết của Phật tử Nguyễn Uyên Thùy, pháp danh Quảng Thiện, để rộng đường dư luận, anh Chi xin giới thiệu đến quý vị bài viết này viết cho ai thiếu hiểu biết về tôn giáo tịnh thất. Tôi trước tới nay rất ít lên tiếng về vụ này bởi nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tôi quá nhiều việc. Lý do thứ hai là trước tới nay tôi chỉ thấy những người đưa tin toàn là loại vô học hoặc bá vơ hay thiếu hiểu biết về tịnh thất rồi nói theo phong trào nên không đáng để tôi lên tiếng tuy nhiên vì theo dõi rất nhiều bài viết của tác giả hoàng nguyên vũ trong đó có một số bài viết có giá trị nhân văn nên tôi dành thời gian tương tác với tác giả khá nhiều vì vậy bài viết này cũng không ngoại lệ nhưng tôi thấy tiếc cho một người như tác giả người mà tôi từng có chút hâm mộ về tài năng lại là một người kém hiểu biết đến thế tôi sẽ dùng thân phận của cộng đồng mạng chỉ ra cho tác giả cùng với những người tương tác bên dưới bài viết của tác giả hoàng nguyên vũ một số điểm để các bạn hãy tự đánh giá về sự hiểu biết của mình Thứ nhất, việc giáo hội Phật giáo không công nhận tịnh thất bồng lai là việc hoàn toàn đúng, bởi tịnh thất bồng lai không nhất thiết phải có liên quan đến Phật giáo. Và ngay cả cái tên tịnh thất đã chứng minh đó không phải là ngôi chùa, mà kể cả đó có là ngôi chùa nhưng là chùa tư nhân cũng không liên quan đến giáo hội Phật giáo. Có chăng nó chỉ liên quan đến đạo Phật, mà đạo Phật là một tôn giáo vô cùng phong phú, cỡ người ít học và đặc biệt là những kẻ học theo cái kiểu sôi đậu thì càng vô minh. Thứ hai, việc ra đời của tịnh thất bồng lai ngay từ khởi điểm đã là rất độc lập. Đất tự mua, người tự nguyện. Nếu trường hợp này ở trên một nước văn minh thì chẳng có gì phải bàn cãi và phải đưa lên mạng hoặc là báo chí. Bởi lẽ họ không đi cướp đất của dân, cũng không xây tịnh thất bằng tiền tham nhũng của dân. Nó không phải xây dựng bằng máu và nước mắt của dân, mà chính là máu và nước mắt của chủ trì tịnh thất. Điều thứ ba, việc tìm cô gái Diễm My nếu các bạn thông minh một chút thì sẽ nhận ra một yếu tố rất đơn giản cô Diễm My tìm đến tỉnh thất để tránh mặt cha đẻ, chứ không phải là ông Vân đi bắt cóc cô Diễm My. Ông Vân đã thực hiện quyền con người là bảo vệ con người khi người đó có yêu cầu nhờ vả, đồng thời đã gọi cho cha của Diễm My để nói chuyện, tức ông ta là một trung gian. Ở đó không phải là ổ mại dâm cũng không chứa người để sản xuất ra bất kỳ thứ gì bất lợi cho quốc gia dân tộc. Không sản xuất thuốc phiện như các cơ sở ở cao nguyên trung phần. Vậy tại sao các cơ sở sản xuất thuốc phiện đã bị người dân tố giác thì lại bị dìm xuống? mà tận thất bồng lai thì lại phải lên án. Việc bà Mai mẹ đẻ của cô Diễm My cho biết con gái bà ta đi theo ai thì đó là sự lựa chọn của con gái bà. Lẽ ra bà phải tôn trọng quyền lựa chọn đó bởi con gái của bà đã dư tuổi để chịu trách nhiệm cho bản thân. Đó là quyền con người. Cơ quan cảnh sát điều tra ập vào trong nhà bà Cúc có 10 người thì trong đó đã đăng ký tạm trú đến 9 người, tức là 90% số người đã chấp pháp, người duy nhất còn lại chưa đăng ký không có nghĩa là không đăng ký. Điều thứ tư, việc Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự Phật giáo tỉnh quản lý, là một lời khẳng định thừa thải và trẻ trâu. Bởi bản chất từ đầu đã là tỉnh Thất thì đương nhiên không ai có quyền quản lý. Đơn vị quản lý họ chỉ là đơn vị hành chính, chính quyền địa phương và chỉ được phép quản lý như những công dân bình thường, không được can thiệp vào các vấn đề tu học của họ. Điều thứ năm, việc tên trưởng ấp Lê Văn Bích cho biết tỉnh thất Bồng Lai sống rất bí ẩn, cánh cửa luôn đóng kín là đương nhiên, bởi đó không phải là chốn giải trí của các quan, cũng không phải là nơi để ăn món bò giác vàng hay sản xuất kit test giả, mà đó là một chốn tu học thì làm sao mà rộn rã được. Nhưng cái câu cuối ông Lê Văn Bích bảo rằng cánh cổng tỉnh thất luôn luôn đóng kín và không ai biết điều gì đang xảy ra bên trong. Cái câu này chẳng khác nào ông Lê Văn Bích vứt ngay cả cái bồn cầu vào mặt Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bởi lẽ lực lượng Công an Việt Nam thường được ca ngợi là một lực lượng rất an tài. Vậy mà cái tịnh thất có tên tuổi lại nằm công khai trình hình ra đó làm gì bên trong thì pháp luật không biết. Vậy thì ngành Công an Việt Nam liệu có đáng để ăn cơm của dân nữa không? và điểm thứ sáu, bài viết lập lờ đánh lận con đen rằng những người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai, nhiều thanh niên và trẻ em không phải là trẻ mồ côi mà có quan hệ huyết thống, họ sống cùng với mẹ. Vậy cha của các bé đâu? Nếu cha của các bé không có thì đó có phải là trẻ mồ côi hay không? Hay nhất định là phải không có cả cha lẫn không có cả mẹ thì mới được gọi là trẻ mồ côi hỡi cái đám ngu dân hóa kia. Điểm thứ bảy, việc ông Vân cho phép các trẻ khai cùng họ là điều hoàn toàn đúng với pháp luật khi nhận con nuôi và đặc biệt đây là cơ sở từng được công nhận. Việc các con lấy họ của ông Vân đưa các tay comment tay nhanh hơn não kia cho là loạn luân. Vậy tất cả các thầy chùa đều lấy họ thích của Đức Thích Ca Mâu Ni và các đạo khác lấy Maria hoặc nhiều hơn nữa thì cũng lậm luân loạn luân hay sao? Việc ông vân kêu gọi từ thiện từ hình ảnh của các bé là hình ảnh thật, việc ai cho và ai bị lừa sao không thấy nạn nhân lên tiếng, hoặc nạn nhân lên tiếng thì có dám để cho ông vân khắc phục hậu quả và trả lại những cái gì mà họ đã cho tặng lui hay không? Quý vị hãy nhớ giúp tôi rằng, tịnh thất tức là tu tại gia. Tu tại gia là hư tu chứ không phải là chuyên tu. Đã là hư tu thì đương nhiên không có bà con gì với các giáo hội cả họ có chăng chỉ có bà con với đạo ông bà thế nên quý vị chớ nói nhiều lòi ra nhiều cái thứ dẫn đến người đời khinh bỉ. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của kênh Tâm thức Việt TTV xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.